Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm, những gì là 10? Đó là thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, thâm tâm chẳng tạp tất cả pháp đạo dị thừa, thâm tâm thấu đạt tất cả Phật Bồ Đề, thâm tâm tùy thuận trí đạo nhất thiết trí, thâm tâm chẳng động bởi tất cả chúng ma ngoại đạo, thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất cả như lai, thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã nghe được, thâm tâm chẳng chấp vào tất cả nơi thọ xanh, thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế, thâm tâm tu tất cả pháp của chư Phật. Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được thâm tâm thanh tịnh, nhất thiết trí vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm tăng thượng. Những gì là 10? Đó là thâm tâm tăng thượng chẳng thối truyền vì tích tập tất cả căn lành. Thâm tâm tăng thượng lìa nghi hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả như lai. Thâm tâm tăng thượng tránh trì vì đại nguyện đại hạnh chảy ra. Thâm tâm tăng thượng tối thắng vì vào sâu tất cả Phật Pháp thâm tâm tăng thượng làm chủ vì tất cả phật pháp tự tại thâm tâm tăng thượng rộng lớn vì vào khắp đủ thứ pháp môn thâm tâm tăng thượng thượng thủ vì tất cả việc làm đều thành tựu thâm tâm tăng thượng tự tại vì tất cả tam muội thần thông biến hóa tra nghiêm thâm tâm tăng thượng an trụ vì nhiếp thọ nguyện xưa thâm tâm tăng thượng không ngừng nghỉ vì thành thục tất cả chúng sinh đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư phật phật tử đại bồ tát có mười thứ siêng tu những gì là mười đó là siêng tu bố thí vì đều xả tất cả chẳng cầu báo đáp siêng tu trì giới vì khổ hạnh đầu đà thiểu dục tri túc không khi dối siêng tu nhẫn nhục vì lìa tưởng ta người nhẫn tất cả ác chọn chẳng sinh tâm sân hại siêng tu tinh tấn vì thân miệng ý nghiệp chưa từng tán loạn Tất cả việc làm đều không thối truyền, đến nơi rốt giáo, siêng tu thiền định giải thoát tam muội, xuất hiện thần thông vì lìa tất cả dục phiền não, đấu tranh các quyến thuộc, siêng tu trí huệ vì tu tập, tích tụ tất cả công đức không nhàm mỏi, siêng tu đại từ vì biết các chúng sinh không tự tánh, siêng tu đại bi vì biết các pháp không khắp thế tất cả chúng sinh thọ khổ không mỏi nhàm siêng tu giác ngộ mười lực của như lai vì thấu đạt vô ngại thị hiện cho chúng sinh siêng tu pháp luân bất thối vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sinh đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được siêng tu đại trí huệ vô thượng của như lai